mình đi tới đâu là cái ghế nó dính vô bằng đít mình á. À. Mày một cây không mà bao nhiêu nữa, một ngày một triệu mấy, một ngày một triệu mấy, một gần triệu rưỡi nha cả nhà. Về nhà xây nhà mấy tỷ không. Nhìn thấy mê chưa? Xin chào cả nhà đang xem kênh Trúc Quỳnh TV. Bây giờ là hiện tại giờ em đang ở dưới quê cả nhà. Và bây giờ là 6 giờ sáng nha. 6 giờ sáng em với chồng em đang chuẩn bị đi hái ớt cả nhà ơi. Ăn cơm xong luôn đó cả nhà, ăn cơm sáng á. Rồi bây giờ đang chuẩn bị đi hái ớt nha. Bù mắt sáng bù mắt quá trời cả nhà. Bây giờ mời cả nhà cùng đi hái ớt chung với hai chồng em nha. Đây cả nhà ơi, chuẩn bị đi hái ớt. Đây. Đây là cái ghế nha. Cái ghế này để em cho cả nhà xem cái ghế này nha. Tại vì mình đi hái ớt là phải có cái ghế này mới được nha cả nhà. Đây, đứng xa xa cho cả nhà xem. Cái ghế này là nó là mình đeo cái ghế. Mình đeo cái ghế này vô gì nè. Đó. Là mình đi tới đâu là cái ghế nó dính vô bằng đít mình nha cả nhà. Đó. Đây. Đây cái gì? Mình đi tới đâu là cái ghế nó dính vô bằng đít mình á. Cái mình đi tới đâu là có ghế ngồi luôn, mình khỏi phải ngồi chùm hổm á, ngồi chùm hổm thì nó mỏi chân lắm cả nhà. Bây giờ mời cả nhà đi chung với hai chồng em nha. Đây cả nhà nhìn xem. Chồng em đang hái đằng kia nha. Giờ em cho cả nhà xem ớt nha, nè đó ớt. Cái mấy trái gì là chưa hái được nè cả nhà. Nè mấy trái gì là hái nữa là nó bị đổi màu á, nên hái mấy trái mà chín rồi chín hết luôn á mới hái nha cả nhà. Đây mấy trái mà chín đậm vậy nè mới hái nha. Mấy trái hồm hồm là không có hái nha. Em hái có một tay nó khó hái cả nhà. Ớt năm nay cả nhà. Ớt năm nay em thấy là bự hơn năm rồi. Năm rồi em trồng thấy ớt nó trái không có được to như năm nay. Này ớt trái to to không à. Cứ giúp tôi chị ăn tạ cái gì gì. Ô trời. À là xì ô. Ô trời ăn tạ cái. Để có, để cô đi. Trái khủng chơi cả nhà, trái to to không vậy á. Cây bên kia có chút xíu mà cả nhà xem trái nó đỏ chưa, trái bự bự không. Chồng em hái được nhiều lắm rồi, một giờ một bao luôn rồi. Ừ. Nhiều chưa? Trái năm nay là ớt trái thì to to không vậy đó cả nhà, nhưng mà nó bị chết nhát á. Mưa xuống rồi cái nắng lên nó chết. Nó chết nhát, chết nhiều lắm. Quay ngược mặt trời nó không có sáng được. Đây nè, trái nè, trái bộ gì nè. Một cây là trái chín gì đó cả nhà xem, một cây không mà bao nhiêu nữa. Chồng em bảo á, bây giờ mùa ớt nè, mùa ớt nè cả nhà, cho nên á hả, người ta muốn bẻ ớt một ngày là mười ớt một ngày là 150 đó cả nhà, mà còn không có người bẻ nữa đó nha. Một ngày là 150 nha. Hai ớt này á. 150 là
một ngày là 150 là tính ra tiền tiền Việt Nam là khoảng 1 triệu mấy đó cả nhà, ngày á. một ngày một triệu mấy một gần triệu rưỡi nha cả nhà, triệu tư đó mà một ngày đi hái ớt á. Bởi vậy cho nên á, những người mà người ta có mà con đi nước, con có chồng bên đây hoặc là anh chị em gì bên đây á, là người ta bảo lãnh qua đây, người ta đi làm đồng á, làm đồng tiền nhiều hơn. Làm công ty á, thì ít tiền, làm đồng á, thì mình chỉ làm ngày nào mình lấy tiền ngày đó đó vậy. Nhưng mà tiền nó nhiều hơn thì có cái này cái khác đó cả nhà. Vậy mà còn không có người đi hái nữa đó. À, làm đồng bên đây á tiền nhiều lắm á. Đi làm đồng á, có nhiều người á, người ta bảo lãnh cha mẹ hoặc là anh em đi qua đây làm đồng đó cả nhà. Làm đồng không mà về xây nhà bự bự không đó, về nhà xây nhà mấy tỷ không, làm đồng không á mà tiền gì đó cả nhà. Cây này nè, trái nè, cái mè. Ở bên đây thì đi làm đồng thì hái ớt, đi vô bao củ hành, nhổ củ hành, nhổ củ tỏi vậy đó. Những người hàng á, người ta ít làm mấy cái điều đó nên người hàng thì người ta lên làm công ty thôi, người ta làm công ty là nhiều, chứ mấy cái đó người ta ít làm nên người ta mướn người nước ngoài làm nhiều á cả nhà. Đi làm đồng em thấy người nước ngoài nhiều lắm nha, các nước luôn á. Cây ớt là trái to, nhìn thấy mê. Năm nay em trồng ớt này là ớt không cay cả nhà. Năm ngoái em trồng ớt cay dừa nhưng mà nó cay quá trời luôn. Năm nay em trồng ớt này không có cay nha. Ớt không cay luôn á. Nhưng mà chắc cũng cay dừa đó cả nhà, chứ không phải không cay không nè. Em trồng không cay chứ cũng cay dừa đó. Bây giờ chồng em hái dưa hấu cho cả nhà xem nha. Dưa hấu chết hết trơn cả nhà. Chết siêu. Anh Trúc ơi, hái này. Cái này là còn cái này là dưa hoàng kim nha cả nhà, dưa hoàng kim nha. Dưa hoàng kim cả nhà xem nè. Trái nhóc hết trơn luôn. Nhìn thấy mê chưa? Dưa hoàng kim á, nhiều trái lắm nha cả nhà. Em cho cả nhà xem đây nè, nó nằm lạng đã ở đây chứ nè. Đây nè. Đó, nhiều lắm nha. Ô, được một trái dưa hấu nữa cả nhà ơi. Còn trái sống cũng còn có trái sống, trái chín nha cả nhà. Đây nè, trái dưa hấu này nó bị khô cùi kìa cả nhà. Uống hết biết nè, trái dưa hấu bị lớn nó bị khô cùi rồi. Apple số bò. Apple. Chắc là.
Đây thu hoạch được bao nhiêu đây cả nhà? Được thêm mấy trái ớt nữa nha. Đây, hôm nay hái được nhiều ớt nha cả nhà. Đó. Ớt trái hết được bự không? Năm nay ớt nhà em trồng trái to to không à. Cả nhà xem, cái tay em lớn là trái ớt bị lớn. Cái tay bằng tay em bị lớn, trái ớt bị lớn. Đây cả nhà ơi, sáng ra em hái được nhiều ớt nha. Sáng ra hai chồng em thức sớm đi hái ớt. Giờ cả nhà xem mặt em nè, mồ hôi á chảy lộp. Nắng dữ lắm. Để tí nữa là hái không có nổi cả nhà. Bây giờ sáng ra là 6 giờ sáng là em hái rồi đó. Rồi giờ nắng mới cái hé thôi mà nó nóng vậy đó cả nhà. Mùa hè này nè. Video của em đến đây là kết thúc rồi cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video sau nha. Bye bye cả nhà.